Rồi chào mừng tất cả anh em đã trở lại kênh Duy Khánh nha. Hôm nay thì tiếp tục soạn ra được cho anh em một mớ ba lăng và lắc tay ha. Thì trên màn ảnh anh em thấy thì hàng nói chung là cũng tương đối khá đẹp ha anh em. Thì bên đây được 2-4 con một tấn anh em. 4 con một tấn. Thì em sẽ báo giá rồi chi tiết cụ thể hết cho anh em ha. Thì những con này là hàng Nhật Bản nha anh em. Đó, chưa sử dụng tại Việt Nam ha. Em có kiểm tra test ngon lành ok giờ. Con này một tấn của Kito nha anh em, Made in Japan ha. Thì xích con này thì những con này một tấn thì tầm 2,5 m 2,6 m anh em. Xích á. Xích 2,5 m 2,6 m, xích là 6 ly nha anh em. Đó, xích này không xài nhiều khi nó gỉ nhưng mà chất lượng thì em bao với anh em là ngon lành ok hết nha. Đó. Nhông nhiếc là ngon lành hết nha anh em. Con một tấn này là con đầu tiên luôn nha anh em. Con đầu tiên này thì xích thì 2 m 2,6 m 2,7 m gì 2,6 m mít, xích 2,6 m. Giá em bán con này là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì em bán rất là nhiều loại này rồi. Đó, một tấn là 1,5 triệu. Rồi con tiếp theo, con này thì nó hơi chóc sơn anh em. Con này một tấn của K75 ha. Con này hiệu hiệu con voi đó. Elephant nè, Made in Japan hết nha anh em, hàng Nhật Bản ha. Con này đẹp lắm nhưng mà có rửa dầu cái nó bị chóc anh em. Em rửa dầu em xịt cái nó bị chóc ha. Đây hai con này ha, đẹp như con này đẹp quá trời nè anh em ơi. Móc miết là ok, ngon lành hết nha. Xích bọng đồ nói chung là nhông nhiếc đồ là em kiểm tra ngon lành hết rồi nha anh em. Đó. Ba con này ở trên là em bán đồng giá cho anh em lưu ý giùm em nha. Đó, anh em thích con nào thì cứ chụp hình rồi gửi qua Zalo ha. Ba con này là đồng giá 1,5 triệu một con nha. Rồi. Con này hơi nhỉnh hơn tí xíu nè anh em ơi. Nhìn nó bị chóc sơn này nhưng mà nó cũng còn tem mạc cũng khá ok ha. Con này của Kito nha anh em. Đây. Đó, xích đẹp, móc nó còn khóa luôn nè ha. Hai cái ha, móc chơi đất dưới là còn khóa đầy đủ nha anh em. Đó, xích thì 2,5 m, ba những con này 2,5 m không à. Con này thì em bán rẻ hơn 100.000 nha anh em. Con này giá 1,4 triệu nha anh em. 1,4 triệu giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đó, nhông nhiếc lại giờ nghe gọc luôn nha anh em. Đó. Anh em xài sử dụng là ok nha. Đó, được 4 con 1 tấn. Rồi, tiếp theo được 2 con 500 kg anh em. Hai con 500 kg. Thì xích con này thì cũng được 2,5 m luôn nha anh em, xài xích 6 ly. 2,5 m xích 6 ly. Con này của Elephant. Con này Elephant, đó, con hiệu con voi nè anh em. Đó, 1/2 K75 ha. Cái tem nó hơi bị chóc nè ha. Đó, con này thì 1/2 của Kito, xích cũng 2,5 m luôn. Đó, hai con này thì em bán với giá là 900.000 một con nha anh em. Nhông nhiếc là ngon lành hết, dân lên xuống ok hết nha anh em. Anh em yên tâm. Đó, giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Anh em lưu ý giùm em. Anh nào đặt hàng thì chụp hình con nào thì gửi qua Zalo em ha. Rồi, còn được có mấy con ba lăng thôi. Còn lắc tay anh em. Lắc tay thì cũng được mấy con lắc tay đây. Con này 3/4 đây, 3/4 750 kg à. 750 kg. Con này xích thì tầm được 1,1 m 2 m anh em ơi. Những con này lắc tay thì nó vậy thôi. 1,1 m 2 m à. Đây, lắc thì ok, ngon lành hết nha anh em. Em kiểm tra ngon lành hết rồi. Khi anh em vô tải là nó sẽ đó, anh em bật ngay giữa là anh em thâu xả hai chiều nha anh em. Đó. Chạy về đúng rồi. Chạy về là phải gặp. Để nó rơi tự do. À, anh em gặt lên nè, anh em vô tải anh em gặt lên đó là nó rồng nha anh em. Có xài rồi thì cũng biết con này cũng khá là đẹp nha anh em. 3/4 Made in Japan ha, model BL08. Đó. Xích con này cũng 6 ly luôn ha. Đó. Con này thì em bán với giá là 800.000 một con nha anh em. Móc miết rồi ngon lành hết, 800.000 một con. Xích bọng ok hết. Đây một con nữa. Đây con này của Kito anh em. Đặt lên nè, móc cái này nhỏ quá. Đó, cái này để phù hợp cho anh em mà kích đồ, mấy anh em chơi kiển đó, nó cũng thường chơi mấy cái này nè anh em. Mấy con này ha, thì hai con này thì em bán đồng giá luôn, 800.000 một con nha anh em. 800.000 một con. Rồi tiếp theo là được ba con anh em. Ba con, hai con này là hai con một tấn anh em. Hai con này một tấn. Con này khá đẹp anh em, toàn là đời cao không nha. Xích thì cũng 6 ly luôn, móc miết thì ngon lành ha. Xích con này cũng như mới anh em ơi. Con này 1 tấn thì em bán với giá là 900.000 nha anh em. Mắc hơn 100.000 nha anh em, đắt hơn 100.000. Đó. Đó, xả nè, gạt lắc nè. Khi anh em vô tải nó mới, đó, thấy không? Nhông nhiếc ok hết nha anh em.
Đấy, con này 900 ngàn nha anh em, 900 ngàn một tấn. Hai con này như nhau nha anh em, 900 ngàn một tấn. Đây có con như này 800 kg em bán với giá là 900 ngàn luôn anh em, nó quá đẹp luôn anh em ơi. Đó. Như xài lướt anh em ơi, chóc sơn nè, chóc nhẹ nha. Giờ em gửi dầu á, xích thì cũng như mới đây nè, anh em có thể xem xích nó nè, sáng giới rồi anh em. Đó thì con nào cũng có báo giá hết trơn rồi đó. Ba con này là 900 ngàn, đồng giá 900 ngàn một con nha. Còn hai con bên kia là 800 ngàn. Còn con này 1,5 tấn anh em. Con này 1,5 tấn ha. Đó. Gặt rồi ngon lành hết nha anh em, gọc gọc hết nha anh em. Đó. Xả xuống nè. Đó. Con này bán có giá 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu, con 1,5 tấn nha, 1,2 triệu nha. Để kiếm ngốc dặn vô đây. Này thiếu ngốc nè, để em dặn ngốc vô đây. Rồi tiếp theo được mấy con lắc tay anh em. Lắc tay này con này chắc nhìn nó khổ quá anh em ơi, nhưng mà nó nặng lắm anh em ơi, nhìn nó chắc lắm nha. Xích thì cũng 6 ly luôn. Đó, lắc thì ok ngon lành hết. Đó, anh em nào cảm thấy phù hợp thì xài thôi. Đó, cái móc mới là cái móc gài nha anh em, cái móc gài xích nha. Móc gài xích. Con này không biết nhiêu ký nữa nhưng mà chắc con này chắc cũng tầm khoảng cả tấn anh em. Nặng lắm anh em. Con này thì em bán với 500 ngàn nha anh em. 500 ngàn, quá mềm luôn anh em ơi. Cân ký lên là lỗ luôn á. Rồi, tiếp theo nè, mấy con hai con được hai con 400 ký anh em. Hai con 400 ký cáp 6 ly. 400 ký đây, đẹp len keng luôn. Như này như chưa xài luôn anh em ơi, chưa chóc luôn nè, thấy không? 400 ký giá 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn một con. Đó. Đây là anh em gãy trên rồi nha. Đó, anh em móc vô cây anh em gãy trên lại. Đó. Ui dạ. Gãy trên lại rồi lắc lên thôi. Mấy này thì đơn giản rồi. Đó. Đó, lắc thâu vô nè. Không, đang thu xích vô nè anh em. Nó có gài là hay chốt mà, nhông nhiếc là ok, như này xài lướt luôn anh em. Đó, cáp thì nó bấm rất là ok. Đó, móc này kia là ok, 500 ngàn con, hai con nha anh em. Hai con giống nhau, 400 ký. Rồi tiếp theo hai con, hai con này là lắc tay cáp nha anh em, lắc tay cáp. Xích con này cáp 6 ly ha, cáp 6 ly dài tầm 6 mét nha anh em, 6 mét. Ừ. Đo rồi á. Con này thì phù hợp cho anh em mà kéo dây điện á, cẩu kích dây điện á, kéo ra. Đó. Rồi được rồi. Đó, nó có gồng gọc đây nè, rất là ok nha anh em. Rồi để em lắc lên cho anh em nghe cái độ nhông của nó nè. Đó, anh em gặt cái này xuống, để nó có nhông nè, anh em gặt xuống nó nhảy cái chốt này xuống ha, anh em gặt thôi. Đó, rất là ok nha anh em. Anh em thường thường thấy mấy anh em thợ điện á, thợ thiện thường sử dụng mấy này à. Đó, này nó không có sét anh em, nó bằng này bằng gì, nhôm ha, cái bằng nhôm vậy đó anh em. Đó, hai con như nhau nha. Cái trọng tải của nó là được 2 tấn anh em. 2 tấn. Đâu rồi? Đâu bên đây nè. Đây đây nè. 2000 kg. 2000 kg. Thì giá con này em bán là 1,2 triệu một con nha anh em. Được hai con, 1,2 triệu một con. Rồi, con này con kéo cáp anh em. Kéo cáp ha, cáp từ 4 ly tới 20 nha. Đây nè. Đó. Có găng. Có găng nè, găng nó chưa mòn luôn nha anh em. Cáp tới 20 nha. Đút ngón tay ở đây nè. Dạ. 4 đến 20. Đó. Nhông nhiếc rồi ngon lành hết anh em ơi. Rồi kéo ra. Chưa, từ từ. Rồi. Đó, xả ra đó. Con này chắc chừng 1 mét nè anh em ơi. Vậy dây bẹ. Đó, gặt này vô, gặt vô nè. Rồi ok, hôm nay thì bày xin được mấy con thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0344301372 hoặc là 0908 8568 nha. Rồi ok, chào tạm biệt tất cả các anh em.